Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với CNTT Shop, kênh chuyên review về sản phẩm, về công nghệ, update những cái kiến thức mới để chúng ta có được những hệ thống được tốt hơn và tối ưu hơn. Và tiếp nối với series Align Telesis thì ngày hôm nay mình sẽ review đến dòng sản phẩm là FS750 series dòng 28. Thì đây là cái dòng mà nằm dành riêng cho các phần mà lớp Asset, lớp Edge và WebSmart để chúng ta có thể hỗ trợ cái giao diện đồng quản trị thiết bị này. Và mình sẽ đi vào cho mọi người xem và thiết bị như thế nào luôn ha. Rồi, như mọi người thấy đây, thì đối với tất cả thiết bị của Align Telesis đều luôn luôn được đóng gói rất cẩn thận một kỹ càng, hai lớp bốn hai bên, và chúng ta được kèm theo một cái phần nguồn có sẵn bên thiết bị luôn. Đây, chúng ta có cái lớp tách những thiết bị ra bên tách thiết bị không có dính chặt với nhau, hiện tượng thiết bị sẽ nóng lên cũng như bị chảy xước. Đây, chúng ta có đầy đủ hạt que và nguồn. Ngoài ra chúng ta có luôn hai cái phần bus giá đặt. Cái đặt cho thiết bị ở đây. Cái dòng FS750 sạc 28 này sẽ có tổng cộng là có 28 cổng ở đây, hai cổng USB. Về cái phần trước của thiết bị này á, thì mình sẽ để ý đây, chúng ta sẽ có những cái phần màu đen, số là từ 1 cho đến 28. Và ở đây thì chúng ta sẽ có là cái màu xanh là tượng trưng cho thiết bị chúng ta đang chạy bình thường 1 GB, và nếu như màu cam thì nó là 10 hoặc 100 MB. Và phần USB bên đây. Và lưu ý ở đây ha, mặc dù đây chúng ta có 28 cổng và có hai cổng ở đây, cái hai cổng GNR đây là cái cổng reserve và cổng chờ, ta chỉ sử dụng được là tổng cộng là 26 cổng đòn và hai cổng USB thôi. Rồi, đây là mặt sau thiết bị, chúng ta sẽ có một cái phần nguồn, chúng ta có thể lắp phần nguồn cung cấp trước chúng ta rồi. Rồi, đấy là xong rồi một số tính năng vật lý. Thì bây giờ mình sẽ review về những cái tính năng mà về phần mềm cũng như là thiết bị sau đến đâu. Thì đầu tiên, thiết bị này hỗ trợ chúng ta là VLAN hoặc là Workspace lên đến mức 256 group, và hỗ trợ chúng ta QoS cái mức là theo board, và chúng ta có thể là sẽ phân loại lên mức là 4 lớp, hỗ trợ IGMP, snooping, static multicast, spanning tree. Những cái giao thức mà chúng ta cần để chúng ta triển khai những dịch vụ đa nhiệm cho cái phần IPTV, máy in, PC cái kiểu, thì chúng ta có những cái phần đấy để chúng ta hỗ trợ thêm. Và cái phần mà xác thực thì chúng ta có thể sử dụng cái những cái cơ chế là Dynamic VLAN Assessment, ta có thể sử dụng là Radius Client. Và ngoài những cái phần này ra thì về cái phần mà quản trị thiết bị ấy, thì mình có thể sử dụng là web-based okay, theo cái giao diện của hãng, hoặc là chúng ta có thể sử dụng là chúng ta có thể update phần mềm thông qua cái cổng FTP và HTTP, hỗ trợ Factory Reset, chờ DHCP client trên đây, và giao thức SNMP hỗ trợ là V1, V2 và V3. Và chúng ta hoàn toàn dễ dàng trong vấn đề mà chúng ta thay đổi password, ta ngăn chặn những cái IP mà chúng ta muốn ngăn khỏi thiết bị này cho nên dụ quản trị chúng ta. Rồi, thì đấy là một số những cái đặc tính của thiết bị FS750. Thì dòng này đặc tính dòng này là chúng ta có thể là triển khai những khách hàng mà vừa và nhỏ nằm ở lớp Access hoặc là lớp Discovery, để mà khách hàng vừa có một thiết bị mà có cái cấu hình tốt, rồi có một cái giao diện để chúng ta quản trị thiết bị được xuyên suốt. Thì đây là cái dòng mà cực kỳ hứa hẹn dành cho khách hàng với cái khả năng chuyển mạch đến mức là 12.8 GB và cái khả năng tụ điện ray là 9.5 Gbps. Thì đây là cái dòng mà chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng để chạy dịch vụ mà đơn giản như là camera, chạy cho cái có những cái anh wifi, chạy cho phần những cái cảm biến, chạy cho những cái ứng dụng mà máy in văn phòng, laptop hoặc là PC trong cả phòng của mình. Đây là dòng cực kỳ phù hợp với mức chi phí nó sẽ là tối ưu hơn so với những dòng còn lại. Và bên cạnh đó thì dòng thiết bị này á, do cái cấu trúc của nó lên đến mức là 26 cái bọt để chúng ta sẽ sử dụng, thì là số lượng thiết bị chúng ta hỗ trợ được nâng cao hơn rất là nhiều. Và ngoài những cái vấn đề đó ra, những tiện ích đó ra, thì chúng ta có cái phần bảo hành từ hãng cũng như là bên CNT Shop để hỗ trợ mọi người, nên chúng ta sẽ yên tâm hơn khi mà chúng ta sử dụng thiết bị này, đặc biệt là dòng FS750 và Align Telesis, cái mà khách hàng luôn luôn sẽ nhận được những hỗ trợ tốt nhất từ CNT Shop. Thế thì còn chần chừ hơn gì hơn nữa mà không gọi ngay cho CNT Shop ngày hôm nay, để mà chúng ta thể nhận được những cái chia sẻ từ đội ngũ kỹ thuật cũng như là những cái tư vấn nhiệt tình
của đội ngũ sale, của sale shop. Chào tạm biệt mọi người.